Những tháng cuối năm là thời điểm nhiều gia đình tổ chức tiệc cưới cho con em mình. Đây là sự kiện trọng đại và là ngày vui của mỗi gia đình. Tuy nhiên, nhiều gia đình có nhà mặt đường vẫn thường cho dựng rạp lấn chiếm vỉa hè lòng đường, gây cản trở giao thông. Đây là hình ảnh phóng viên ghi lại được ngày 20 tháng 10 tại đường Vũ Trọng Phụng, giao cắt với đường Chùa Chuông, thuộc địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Mặc dù con đường chỉ dài chừng vài trăm mét, tuy nhiên hộ gia đình này khi tổ chức đám cưới cho con em mình đã dựng rạp lấn hết phần lòng lề đường. Một số phương tiện lưu thông qua đây đã phải quay đầu ngược lại. Lý giải cho việc dựng rạp lấn đường, một số lý do đã được người nhà tổ chức đám cưới đưa ra. Nhiều gia đình chứ không riêng gì gia đình tôi không có điều kiện để tổ chức ở các khách sạn, nhà hàng lớn. Nhận cái sự sai phạm của chính quyền là bắt rạp dưới lòng lề đường, nhưng mà các anh cũng phải thông cảm cho là bởi vì nhà em là ngay sát với vỉa hè, ngay sát lòng lề đường, nếu không bắt rạp ở đường thì không có chỗ để bắt. Cũng trong ngày 20 tháng 10, nhóm phóng viên ghi nhận trên quốc lộ 39 thuộc địa phận xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên cũng có hai rạp đám cưới được dựng lấn ra cả lòng đường. Nhiều phương tiện qua đây e ngại việc dựng rạp lấn đường trên không chỉ tiềm ẩn tai nạn giao thông cho người đi đường mà cho ngay cả gia chủ. Khuất tầm nhìn của người lái xe, và đôi khi là những cái tình huống bất ngờ nó xảy ra, người lái xe dù có làm chủ tốc độ cũng không thể nào mà kịp được. Ngoài cái việc cản trở các phương tiện thì số lượng người tham dự đám cưới ngồi trong đấy có hoàn toàn có thể xảy ra tai nạn và tỷ lệ thương vong rất là cao. Đấy là cái mức độ rất là nguy hiểm. Việc dựng rạp lấn chiếm lòng đường trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến. Điều này không những gây cản trở phương tiện tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn giao thông. Theo Điều 12, Nghị định 100/2019 EDCP quy định phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với tổ chức nếu dựng rạp, lều quán, công trình khai thác trái phép dành cho đường bộ buộc phá dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Tại thành phố Hưng Yên, đa số các xã phường đến ký cam kết không vi phạm hành lang, vỉa hè, lòng đường khi tổ chức đám hiếu hỉ. Nhưng trên thực tế, rất ít địa phương lập biên bản xử phạt. Chúng tôi đã cử lực lượng công an xã lập biên bản cam kết để cho gia đình tháo dỡ và làm lại cái quy mô nhỏ. Thì tuy nhiên là cái sự chấp hành nó chưa được tuyệt đối, chỉ có một hộ đã tháo dựng lại và làm lại nhỏ, quy mô nhỏ lại. Dẫu biết ngày cưới là việc trọng đại của cả đời người, tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong ngày vui của gia đình, mỗi người dân khi tổ chức đám cưới cho con em mình cần lựa chọn vị trí hợp lý an toàn để cuộc vui được trọn vẹn, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời, giám sát phát hiện xử lý các hành vi vi phạm quy định về việc sử dụng lòng lề đường, vỉa hè